Ngày nay là mình sẽ thu hoạch đọt đậu Hà Lan mà tự mình trồng ở nhà các bạn. Mình làm nay là được 12 ngày. Là bữa nay mình cắt mình thu hoạch. Bây giờ mình cắt cho các bạn, làm về mình ăn là tốt cho sức khỏe lắm các bạn. Các bạn thấy không nè, nó non, thật là non mà ăn rất là ngọt. Mình mua ăn không bao giờ bằng, mình tự mình trồng bằng cái hạt ra. Cái hạt ra mình làm rất là ngon. Mà nhưng mà mình làm rất là dễ, ăn rất là tốt cho sức khỏe nữa. Thấy không các bạn, thấy không, hột đậu Hà Lan nè. Hột đậu Hà Lan nè các bạn thấy chưa. Đó, mình ngâm một đêm. Xong rồi sáng ngày mình vớt ra, cái mình lấy cái đồ mà trong cái gói á, cái gói mà mình mua cái gói mới á, cái mình trải trải dưới đây nè. Cái xong cái mình rải hột đậu lên. Cái bắt đầu ngày mình tưới hai giác các bạn. Xong rồi là mình tưới cứ ngày hai giác vậy là bữa nay nói chung là được 12 ngày là mình được mình thu hoạch. Mình thu hoạch giờ mình cắt vô đó mình chiều mình xào nè, xào mình ăn rất là ngon. Mọi khi mình không biết á, mình đi mua cái đọt này mình ăn thôi, nhưng mà giờ mình biết rồi là tự mình làm mình ăn luôn. Rồi mình làm giá nữa, mình cũng làm giá nhà luôn. Tất cả gì mình làm nhà là ăn tốt nhất, mình không đi mua. Các bạn thấy không nè, nó non, rất là non luôn nè. Nó non dữ lắm, non. Rất là ngon luôn á. Ông xã mình chịu khó lắm, ngày nè, một ngày ông tưới hai giác luôn. Nói chung là ông xã mình về trồng trọt là nói gì rất là good. Mình siêu trồng trọt. Và các bạn thấy trồng bầu mình cũng được thu hoạch được rồi đó, được tự là đẻ được mấy trái rồi. Bây giờ bữa nay là tới đậu này, giá nữa, giá mình cũng đang thu hoạch luôn. Giá mình làm ra hàng ngày là tốt dữ lắm. Vậy mình cắt xong nè các bạn, cắt xong rồi cái mình tưới nước hàng ngày nữa là nó lên tiếp tục, vậy mình ăn hoài. Mình có thể mình làm một cái mâm bự bự một chút thì mình ăn được là nhiều, mình ăn rất là làm được nhiều, ăn lâu. Vậy mà đem xào nè, các bạn biết không, đem xào tỏi. Đừng có bỏ dầu nhiều thôi, mình bỏ tỏi nhiều vô mình xào mình ăn, mình đừng dầu nhiều, giờ dầu nhiều á dễ bị bệnh dữ lắm. Mình giảm ăn dầu lại đi, mình xào ít dầu thôi. Vậy là tới đây là chấm dứt nha các bạn. Mình cắt cũng vừa xong rồi, gần xong rồi đó là mình chấm dứt. Chào các bạn. Đó, vừa nãy là xe tới là nó chuẩn bị nó chở đi á. Chở gì? Chở đậu đi bán.